Phút 90+3, tưởng chừng như cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Trang Arena phải giải quyết trên chấm luân lưu, thì anh Đức xuất hiện như một vị thần. Cú đánh đầu không quá hiểm, thủ thành Wintham Sajanan của Thái Lan đã mắc sai lầm lớn. Bàn thắng theo một kịch bản không ai nghĩ tới, khiến hơn 30.000 cổ động viên Thái Lan trên sân như chết lặng. Còn ở một góc khán đài, sắc đỏ sao vàng vỡ òa trong sung sướng. Cổ động viên Việt Nam chưa thể quên bàn thắng của anh Đức vào lưới Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup giúp tuyển Việt Nam vô địch, thì giờ lại được chứng kiến thêm một bàn thắng giàu cảm xúc nữa của tiền đạo 34 tuổi. Nhưng thăng hoa nhất, cảm xúc nhất vẫn là chủ nhân của bàn thắng. Anh Đức như không tin được vào mắt mình khi thủ môn dày dặn kinh nghiệm của đội bạn lúng túng và vụng về. Đàn anh ở tuyển Việt Nam chỉ kịp ăn mừng được ít giây trước khi khuỵu cả hai chân rồi nằm đất vì kiệt sức và chuột rút. Màn ăn mừng bàn thắng không đẹp lung linh nhưng lại vô cùng cảm động và ý nghĩa. Các đồng đội chạy tới giúp anh Đức đứng dậy với những bước đi khập khiễng. Hơn 90 phút, với sức chiến đấu kinh ngạc của tiền đạo 34 tuổi, anh sẵn sàng lùi về sâu phần sân nhà khi bị đối phương phong tỏa, để như dồn hết tất cả cho một khoảnh khắc tỏa sáng, mang về bàn thắng vàng cho tuyển Việt Nam. Nguyễn Anh Đức sinh ngày 14 tháng 10 năm 1985 tại Sông Bé, Bình Dương. Bố của anh Đức là ông Nguyễn Bảy từng chia sẻ, nam cầu thủ bén duyên với bộ môn thể thao vua từ khi còn học tại một trường tiểu học ở Bình Dương. Anh gia nhập đội năng khiếu Bình Dương năm 2000, chính thức được đào tạo bóng đá chuyên nghiệp từ đây. Đến năm 16 tuổi, anh Đức tham dự U18 quốc gia tại Bình Thuận cùng đội tuyển U18 Bình Dương. Huấn luyện viên Hồ Thu đã đưa anh vào đội hình U18 quốc gia tham dự giải U18 Đông Nam Á. Sau đó, 3 năm liền, anh được các câu lạc bộ Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, khách sạn Khải Hoàn, Ngân hàng Đông Á mượn để thi đấu trước khi quay trở về đá cho đội 1 của câu lạc bộ BKMX Bình Dương vào năm 2007. Kể từ đó, anh Đức luôn là một phần không thể tách rời của đội bóng đất thủ. Năm 2006, anh Đức ở tuổi 21 ký hợp đồng với đội bóng quê hương và gắn bó với đội bóng đất thủ trong suốt 13 năm sự nghiệp với mong muốn làm rạng danh mảnh đất quê hương. Với lối chơi đơn giản, mạnh mẽ nhưng lại rất hiệu quả, tiền đạo sinh năm 1985 luôn là đầu tàu trong hành trình chinh phục các danh hiệu của câu lạc bộ. Dù dưới thời huấn luyện viên nào, chơi theo phong cách nào, anh Đức vẫn luôn là một người đội trưởng mẫu mực, là cầu thủ quan trọng số 1 của đội tuyển trên hàng công, ghi được nhiều bàn thắng quan trọng cho đội nhà. Trần Sút sinh năm 85 đã có được chức vô địch V-League 2014, 2015, Cúp Quốc gia 2015, 2018, Siêu Cúp Quốc gia 2015, 2016. Anh Đức còn trở thành chân sút nội đầu tiên sau 15 năm đoạt danh hiệu vua phá lưới V-League 2017. Cầu thủ 33 tuổi vượt qua hàng loạt chân sút ngoại để ngạo nghễ giành giải thưởng cao quý này. Suốt gần 20 năm qua, sự chênh lệch về trình độ giữa cầu thủ nội và cầu thủ ngoại khiến các chân sút nội chịu lép vế. Thành tích của anh Đức được đánh giá là phi thường mà chẳng có mấy cầu thủ làm được. Khi BKMX Bình Dương đạt được cú đúp V-League và Cúp Quốc gia ở hạng mục cá nhân, anh Đức là chủ nhân của quả bóng vàng Việt Nam 2015 ở độ tuổi 30. Càng về sau, anh Đức càng tỏa sáng, hai lần lọt top 3 quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2017 và 2018. Với 116 pha lập công sau 355 lần ra sân, Nguyễn Anh Đức trở thành huyền thoại và là tượng đài của BKMX Bình Dương. Có thể không còn trẻ, không khỏe, nhưng về kinh nghiệm thì anh Đức có rất nhiều. Đó là lý do anh đến với Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 7 năm 2020. Mặc dù vậy, anh chỉ ra sân duy nhất một lần trong 9 trận ở đội bóng phố núi trước khi nói lời chia tay. Bền bỉ 15 năm cống hiến với trái bóng, dù đã bước sang tuổi 36, nhưng ngọn lửa khát khao trong tiền đạo này vẫn chưa tắt. Giờ đây, lão tướng Anh Đức vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu. Cầu thủ Bình Dương đã chính thức cập bến đội bóng hạng nhất, đó là câu lạc bộ Long An, vào hôm 22 tháng 2 vừa qua. Sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của Anh Đức quả thực đầy sóng gió, có thăng có trầm. Sau trận đấu AFF Suzuki Cup 2014, anh Đức quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia, dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và luôn tìm cách từ chối mỗi lần được triệu tập ăn cơm tuyển. Dù vẫn luôn rất hay ở các giải đấu quốc nội và cả quốc tế tầm câu lạc bộ, nhưng anh Đức không được trọng dụng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, mà cụ thể là tại AFF Cup 2016. Huấn luyện viên Hữu Thắng nghiêng hẳn sự ưu tiên của mình về Lê Công Vinh và Nguyễn Văn Quyết cho vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam, chứ không phải anh Đức. Chỉ đến khi Công Vinh dã từ sự nghiệp, anh Đức mới được chú ý đến. Sau lời đề nghị của huấn luyện viên Mai Đức Chung, lúc ông tạm quyền nắm đội tuyển Việt Nam tham dự các trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào hồi năm 2017. Ông Chung có giai đoạn dẫn dắt BKMX Bình Dương vô địch V-League 2015. Ông hiểu hơn ai hết về năng lực của anh Đức, hiểu hơn ai hết đây mới chính là trung phong hay nhất của bóng đá Việt Nam vài năm qua. Tôi vẫn khuyên và chia sẻ nhất là nếu còn cái nhiệt huyết nên là có đội tuyển, vì đây là đội tuyển của đất nước Việt Nam chúng ta chứ không phải một cá nhân nào.
và bất kỳ người nào cái còn khả năng thì nên đóng góp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Đáp lời huấn luyện viên kỳ cựu Mai Đức Chung, anh Đức hào hứng quay lại đội tuyển quốc gia, rồi bằng năng lực chuyên môn ổn định, anh đã thuyết phục được huấn luyện viên Park Hang-seo ghi tên mình vào các giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2018 là ASEAN và AFF Cup. Anh Đức từng là người gặp khó khăn nhất, nhưng giờ đây anh là người hùng trong lòng người hâm mộ. Thành công của anh bây giờ mới 9 muồi, muộn hơn hẳn 3 người bạn cùng trang lứa. Nhưng có lẽ đó là sự chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn. Trời không phụ lòng người, sự cố gắng và nỗ lực của anh Đức đã được đền đáp với sự tỏa sáng rực rỡ giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Trước khi tham dự AFF Cup 2018, anh Đức vốn là cầu thủ đã sở hữu quá nhiều danh hiệu quan trọng của bóng đá Việt Nam. Ngôi vô địch V-League những 4 lần, cúp quốc gia 2 lần, vua phá lưới V-League 2017 và quả bóng vàng Việt Nam 2015. Nhưng ngay cả khi có hàng loạt danh hiệu quốc nội đấy, trong đó có cả những danh hiệu mà trong thế hệ của mình chỉ mỗi mình anh Đức làm được, anh Đức vẫn chưa được nhiều người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung biết đến, vẫn chưa được xem là một tiền đạo lớn bởi anh ít khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước năm 2018, lần gần nhất mà anh Đức tham dự AFF Cup cách này đã những 11 năm khi anh ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng 7-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2010. So với nhiều tiền đạo trẻ khác, anh Đức không còn nhanh bằng, nhưng tiền đạo này chứng minh đôi khi vấn đề của một chân sút không phải là nhanh hay chậm mà là biết cách xuất hiện đúng lúc, xử lý tình huống một cách chính xác nhất. 4 bàn thắng của anh Đức tại AFF Cup 2018 thì có đến 3 bàn thắng là rất đẹp, mà nếu không phải là anh Đức, khó có chân sút nào có thể thực hiện được. Ngoại trừ pha đánh đầu bồi vào lưới đội tuyển Lào ở trong trận đấu đầu tiên, cả 3 bàn thắng còn lại đều được thực hiện theo đúng nhãn hiệu của một chân sút nhạy bén, chọn vị trí khôn ngoan, vượt qua làn danh của bẫy Việt vị, rồi kết thúc cực kỳ lạnh lùng và chính xác. Đấy là pha thoát qua hàng thủ Malaysia ở vòng bảng, sút chéo góc vào lưới đội bóng xứ Mã, là pha bóng vừa chạy vừa giữ thăng bằng, rồi đánh đầu qua tầm với của thủ môn Philippines ở bán kết lượt đi, và là tình huống vô lê một chạm ghi bàn trong trận chung kết lượt về. Anh Đức chỉ thiếu duy nhất danh hiệu vô địch AFF Cup trước giải đấu năm 2018 và anh đã hoàn thành giấc mơ của mình theo cách chủ động nhất, ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về để giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng chung cuộc. Năm 2019 có thể là năm không thành công của anh Đức khi huấn luyện viên Park Hang-seo trẻ hóa hàng công. Dù ít được ra sân hơn, nhưng anh Đức cũng để lại dấu ấn với cú đánh đầu tung lưới Cawin giúp đội tuyển Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 ngay trên sân Chang Arena tại Kings Cup 2019. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 19 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình, cũng chính là trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Việt Nam của tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Trong bữa ăn trưa hôm ấy, tiền đạo Anh Đức đã thông báo chính thức với cả đội quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. Trận đối đầu Thái Lan là lần cuối cùng người hâm mộ được thấy anh trong màu áo đỏ. Nhưng điều đó không còn quan trọng vào lúc này, bởi sự nghiệp cầu thủ đôi khi chỉ cần một lần lên đỉnh cao cũng là đã quá hạnh phúc rồi. Đặc biệt, hạnh phúc ấy do chính mình tạo nên bằng nỗ lực bản thân thì càng ngọt ngào. Bên cạnh những cú sút khiến khán giả mãn nhãn, anh Đức còn là một doanh nhân thành đạt, sở hữu tài sản khổng lồ và có một gia đình hạnh phúc. Năm 2018, khi chỉ mới bước sang tuổi 23, anh Đức đã tự đứng ra kinh doanh thời trang và dụng cụ thể thao với thương hiệu AD Sport tại Bình Dương. Ban đầu anh Đức tận dụng những nguồn hàng sẵn có rồi đem về bán. Sau khi thuận buồm xuôi gió, anh quyết định mở hầu bao để chi đậm cho việc phát triển hẳn một xưởng may riêng, giày và trang phục thể thao. Chỉ ít lâu sau, cầu thủ anh Đức đã trở thành doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều cửa hàng lớn tọa lạc từ Bình Dương đến Thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu hàng tháng tính bằng tỷ. Anh Đức tiếp tục lấn sân sang đầu tư các lĩnh vực khác như spa, massage, nhà cho thuê, bên cạnh các sân bóng mini và nhà hàng ăn uống. Anh Đức giành được sự tôn trọng tuyệt đối từ đồng nghiệp cho đến người thân bởi vừa giỏi chơi bóng vừa giỏi làm giàu. Nhanh nhạy trong kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công, nhiều người tặng cho anh biệt danh tỷ phú ngầm của làng thể thao. Để có thể trở nên thành công như thế, anh Đức cần một sự hậu thuẫn vững chắc, nếu không thì dù có ba đầu sáu tay, anh cũng không thể quán xuyến hết mọi thứ. Đằng sau một anh Đức thành công chính là người vợ tần tảo Đặng Thị Bảo Trâm, người luôn giúp chồng nhìn trước ngó sau công việc và ủng hộ hết lòng cho sự nghiệp của anh. Sau hơn 9 năm kết hôn, Bảo Trâm sinh cho anh Đức hai thiên thần, một trai một gái. Gia đình luôn ấm cúng tràn đầy tiếng cười, chính là động lực to lớn nhất thúc đẩy anh Đức vượt qua hơn những giới hạn. Có thể nói, ở một khía cạnh nào đó đến thời điểm hiện tại, thì anh Đức được xem là chàng cầu thủ hạnh phúc nhất ở Việt Nam. Anh từng tâm sự, Bích Trâm chính là mối nhân duyên trời định của mình. Trước khi về chung sống một nhà, họ có 6 năm hẹn hò, chị chính là con gái của chủ nhà hàng đối diện với sân vận động Gò Đậu, Bình Dương, nơi anh tập luyện và thi đấu. Khi chồng bận tập luyện thi đấu với lịch trình dày đặc, chị chính là người ở phía sau gánh vác và quán xuyến công việc, làm hậu phương hậu thuẫn cho sự nghiệp thể thao của chồng.
Mặc dù ít công khai chuyện đời tư trên trang cá nhân, nhưng mỗi khi nhắc đến Bích Trâm, cầu thủ Anh Đức luôn dành cho vợ những lời khen ngợi và tình cảm trân trọng. Một cầu thủ đạt được mọi vinh quang bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Một cầu thủ luôn cháy hết mình mỗi khi được trao cơ hội. Một người đàn anh đúng nghĩa cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúc cho anh có những tháng năm cuối của sự nghiệp cầu thủ thật đẹp. Cảm ơn anh, Nguyễn Anh Đức.